尽的身影，为理想打拼，愿世间这一分钟让我发声，存在于心中，各有一把情，我未容你错判我的命。谁凭事实作证？谁人捏造见证？留下只想不偏不倚错对厘定，藏着每句心声，从未会被感应。其实我有个缠绕背后阴影，热闹中都感受孤清。Chuyện là như vậy. Chuyện kể năm xưa Hồng Kông vừa mới có một trường đại học mở một khoa luật. Hiếm có ai theo học lắm. Giang hồ đồn rằng sư phụ của sư phụ tôi, tức là đại luật sư Thang Quân Nghiêu, đã bước vào trường luật như vậy. Thầy chào em. Em tự nhiên ngồi là được rồi. Tại sao em lại muốn học ngành luật? Lúc nãy mấy bạn đứng trước em nói lần này còn nhiều suất, cho nên em tới đây liều thử xem. Thì ra là vậy. Chúng ta thoải mái trò chuyện trước đi. Dạ được. Em mang theo cây guitar tới đây sao? Dạ phải. Thầy không phải cho em trực tiếp biểu diễn đâu. Hay là chúng ta bàn về âm nhạc đi. Cũng được. Có tay guitar nào mà em đặc biệt ngưỡng mộ không? Dạ có. Nhưng tên tiếng Anh của người đó khó phát âm quá. Cứ thử nói đi. Không phải. Thật ra môn tiếng Anh của em bị hụt dịch đó. Không sao, em còn môn tiếng Hoa mà. Tên dịch tiếng Hoa của cây guitar là gì? Dĩ Tư Mông Ca Mã Lợi. West Montgomery. Ấy, thầy cũng thích nhạc gia của ông ta đàn sao? Em đi được rồi. Hả? Phỏng vấn xong rồi. Tưởng đâu còn nhiều suất, luôn cả khoa này cũng không nhận em. Nhận em rồi. Tháng 10 khai giảng gặp lại đi. Còn quý cô đây thì hiện giờ vẫn là luật sư nổi tiếng dân gian. Không cần phải nêu tên đâu, mọi người tự đoán coi. Tại sao em muốn học ngành luật? Bởi vì em không học được ngành y. Cô hỏi em, tại sao muốn học ngành luật? Em nhìn thấy máu, sẽ xỉu liền. Thật ra, tại sao em muốn học ngành luật? Bởi vì má nói, trong nhà còn thiếu một luật sư. Còn người này, chính là sư phụ của tôi. Đối thủ của ông, luật sư Diêu. Tại sao em muốn học ngành luật? Muốn lấy thêm một học vị. Nhưng cũng không nhất thiết phải học luật. Ai cũng nói luật là khoa thần không dễ học. Em chỉ muốn thử coi nó khó cỡ nào. Còn người này, quả thật không cần phải nêu được anh ta giống anh chàng đẹp trai nào. Đó chính là sư phụ của tôi, luật sư Phạm. Tại sao em muốn học ngành luật? Em có một bạn học cùng lớp, năm nào cũng giành hạng nhất với em. Cậu ta nói là học ngành luật, không lý nào em không chịu theo. Nhưng em cũng đã hỏi bản thân mình, sau khi tốt nghiệp cũng 97 rồi. 97 thì sao chứ? Quả thật không biết sẽ ra sao. Em sẽ chọn ở lại, bởi vì Hồng Kông cần em. Em cần Hồng Kông. Đến lúc đó ở lại cùng chết, không ở lại cùng chết. Có chuyện gì đáng để em lo như vậy chứ? Tới lúc đó, một bạn gái thì muốn em theo cổ về Anh Quốc, một người thì muốn em theo cổ đi Bắc Kinh. Người này thì đói chiều theo em, người kia thì đói là đòi nắm hết quyền. Em biết chọn ai đây? Tới lớp của chúng tôi thì thảm lắm. Rất nhiều bạn học đều ra sức than thở. Học hành khổ sở đã đành rồi. Tương lai sau khi tốt nghiệp, so với hy vọng trước đó, quả thật là có khoảng cách rất là lớn. Chà, nói chuyện từ nãy tới giờ, tôi vẫn chưa tự giới thiệu mình. Tôi chính là người mới tốt nghiệp xong, lấy bằng được vài tháng,
Đại luật sư Đặng Đại Chí, A Chi Đặng. Ông yên tâm giao cho chúng tôi sẽ cố gắng giúp ông, cho nên ông không cần phải lo lắng ông Tần. Ok, cảm ơn luật sư Đặng. Thật ra thì tôi cũng không có ngại bỏ tiền ra để mà kiện tụng, nhưng mà luật sư Diêu đối diện có nói là ít nhất cũng phải tốn 6-7 triệu. Đương nhiên là nhờ mọi người rồi, có phải không? Nếu vậy ông Tàu, hôm khác chúng ta liên lạc lại sau. Tôi và luật sư Đặng còn chút gì cần bàn. Vậy tôi đi trước nha. Tạm biệt. Tạm biệt ông Tàu. Tạm biệt. Đại luật sư Diêu ở đối diện. Cảm ơn. Xin chào. Xin chào luật sư Phạm. Sáng nay có hai cuộc điện thoại tìm ông gấp lắm, nhưng không để lại họ tên. Xin chào luật sư Phạm. Luật sư Dương và luật sư Đặng tới chưa? Hôm nay luật sư Dương phải ra tòa, luật sư Đặng đang họp ở trong phòng. Hôm nay tôi có chuyện phải làm, nếu có điện thoại gọi tới, nếu tôi chưa tới. Ok. Xin chào sư phụ. Xin chào. Hôm nay có gì cần làm không? Hôm nay đọc hết mấy hồ sơ này cho tôi, trước khi tan sở cho tôi bản tóm tắt. Có hy vọng không, có thể biện hộ thế nào, có lý do phản biện nào không, với lại khảo sát hay không, ok? Dạ biết sư phụ. Lát nữa tôi phải họp với luật sư Đặng, tốt nhất cô nên đi theo ghi chép này công việc. Vậy có cần đọc hồ sơ này không? Đương nhiên là cần. Sau này em làm luật sư còn nhiều việc làm cũng cần gấp, thì làm công việc năng nổ hơn, lanh lợi hơn đi. Nếu tôi nhớ không lầm, mấy năm trước cũng từng có vụ tương tự như vậy mà. Vụ của mấy năm trước cũng nhờ tôi tìm luật sư biện hộ cho ổng thôi. Lần này trông cậy vào anh đó. Cũng là những loại khách tầm thường này mà thôi. Thật ra ổng là quan chức về hưu kia mà, không lý nào vậy mà cũng không trả nổi. Ổng đâu có nói ăn cắp, ổng quên trả tiền thôi mà. Tóm lại là tuần này tôi sẽ không ngủ, không phải xử lý cho anh, có được hay không? Đương nhiên rồi. Xem chú quên mất, vụ trả phí dịch vụ lần trước chưa thanh toán hết cho anh. Ê, hay là vô phòng của tôi rồi hãy nói đi được không? A Chi Đặng. Ok. Thấy sao? Có cần mỗi tháng 30.000 không? Tính luôn thư ký và lạc vặt, 15.000 mỗi tháng. Rẻ vậy sao? Anh không thấy bên kia còn cái bạn hay sao? 15.000 được nửa căn cũng tốt rồi. Dù sao cũng đỡ hơn là làm treo bảng, trả 5.000 đô, treo cái tên ở đó. Lúc cần họp, tiếp khách thì phải mượn phòng của người ta, bất tiện vô cùng. Trời, song hỉ ghê gớm tới vậy sao? Nếu không nhờ lượm được mảnh giấy này, không quên cội nguồn, hôm nay tôi vẫn còn làm công trong chính phủ. Tôi nghĩ lúc đó nếu như anh không bỏ đi, có lẽ cũng lên chức phó cục trưởng. Chừng nào mới tới lượt đám người hiện tại làm chứ. Khổ nỗi công chức chính phủ không thích hợp với tôi. Phải rồi, xém chút quên mất. Lần nào tôi cũng hối khách mau chóng thanh toán, cũng có tình lắm rồi đó. Lát nữa tôi kêu thư ký viết biên lai cho anh. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn cái gì, vừa phải đọc hồ sơ, vừa phải sáng sớm chạy tới tòa án phân lĩnh, cũng chỉ tính 1.500. Mọi người bên ngoài cứ tưởng đâu nghề luật sư của chúng ta dễ kiếm tiền. Tôi vừa mới bắt đầu thôi mà, sư phụ nói vài năm nữa cũng sẽ đỡ hơn. Nên từ đầu tôi chọn sẵn nghề luật sư chính là muốn trải đường cho anh rồi. Nếu không ai biết nhờ anh kiện tụng chứ, đúng không? Luật sư lại à? Anh vừa tung hô vừa bỉ mặt như vậy, thật ra anh đang giúp tôi hay là đang chà đạp tôi vậy? Sư phụ. Luật sư Phạm. Dạ. 2 phút sau gặp ở bãi đầu xe. Dạ biết. Nè, vậy tôi không phiền anh nữa. Nè, vụ say rượu lấy xe nhớ gửi hồ sơ cho tôi đó. Biết rồi. Có thể gia nhập hàng ngũ các đại luật sư uy tín là vinh dự rất lớn của tôi, như chức đại luật sư ở Hồng Kông suốt 10 năm qua. Có thể gia nhập vào
Cho chúng tôi vô đi. Nhớ tới sự cảnh sát trực diện, không được tới trễ hay là vắng mặt nha. Trong thời gian bảo lãnh nếu lại tái phạm, anh có biết hậu quả gì không? Anh sao rồi? Nghĩ ra bị người ta móc bóp đâu chưa? Trước tiên, cảm ơn mọi người quan tâm. Thật ra liên quan tới những cáo buộc, tôi đã giao hết cho luật sư giải quyết rồi. Tạm thời tôi không có gì bổ sung. Làm phiền mọi người. Có thể kể lại quá trình bắt giữ anh không? Có phải gia đình của anh bắt anh không? Điều kiện bảo lãnh là gì? Tổng cộng họ kiện anh bao nhiêu phải tội đó, vậy? Tại sao lại bắt anh chứ? Về nhà tự mình giải thích với má mình đi. Cầm hồ sơ này về đâu? Có ích cho thi cử đó. Nè, trải tấm thảm đẹp trước đi. Ê, à chị, sao toàn là hình không có phim hả? Thử lên mạng tìm thử đi. Ừ. À, đợi một chút, đừng cúp máy nha. Anh không phải muốn cúp máy của em, nhưng mà anh thật sự không có gì nói với em hết. Thưa quý tòa, thân chủ của tôi do không muốn nhận trợ cấp nên mới dùng cách thức như vậy. Đương nhiên, tôi không phải muốn nói ông ta che giấu tuổi tác của mình xin làm bảo vệ là đúng. Nhưng mà trong chuyện lần này, thân chủ của tôi xin được giảm án này. Cuối mong quý tòa có thể xem xét các điểm sau đây. Thứ nhất, bị cáo phạm lần đầu. Trong thư khen ngợi của khách trọ có thể nhìn thấy rõ ràng, ông ta là một người rất có trách nhiệm. Thứ hai, lần này bị cáo phạm tội chẳng qua là vì muốn kiếm thêm chút tiền, hỗ trợ tiền thuốc men của người vợ bị bệnh. Thứ ba, bị cáo không có bà con ở Hồng Kông, không con cháu, có thể nói là cùng vợ nương tựa lẫn nhau. Lần này bị tuyên án tù, làm cho người vợ bị bệnh, mất nơi nương tựa, không ai chăm sóc. Do những nguyên nhân vừa nêu trên, tôi cúi mong quý tòa có thể xem xét giảm 4 tháng tù giam của bị cáo xuống hình phạt thấp nhất. Cảm ơn quý tòa. Vợ của bị cáo bệnh gì? Thưa quý tòa, là tiểu đường, cao huyết áp và từng bị trúng gió. Đó đều là những bệnh rất phổ thông, người Hồng Kông đa số đều bị. Thưa quý tòa, xưa nay bà Trương trông nhờ vào người chồng, tức là thân chủ của tôi, hàng ngày tiêm 2 mũi thuốc tiểu đường cho bà. Thực ra bệnh tiểu đường có thể trở nặng, dẫn tới rất nhiều biến chứng, cuối cùng có thể mất mạng. Bây giờ đã mất mạng chưa? Có xác nhận của bác sĩ hay không? Thưa quý tòa, hồ sơ để ở trước mặt ông chính là nó đó. Nè, lần này cảm ơn anh nhiều lắm đó. Lại còn không tính một xu nào, còn ra sức, đúng là... Chuyện nhỏ thôi, giúp được thì giúp. Ê, tôi phải nghe điện thoại đã, anh đi trước đi, anh Bôn. Ồ, vậy tôi đi trước nha.
Thực ra thì... Những câu hỏi đó có phải nên để lại cho luật sư của cô trả lời cho cô hay không? Cô à, trong chuyện này giữa tôi và cô là hai người có mâu thuẫn lợi ích, cô hiểu không hả? Phải, tôi là luật sư, nhưng bây giờ tôi không phải đại diện cho cô. Xin chào John, chú biện hộ tới đâu rồi? Kết thúc rồi, nếu không tôi đâu có ra đây. Dù lớn sao? Chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ, lý nào lại làm phiền tới anh? Đừng nói vậy mà, tôi đâu có tư cách lựa chọn chứ. Ờ phải rồi, chúc mừng anh nha. Được lên cấp mặc áo tơ làm đại luật sư uy tín. Nói toàn những chuyện đó, nhưng mà thật ra anh cũng có tư cách làm SC. Nhưng mà cổ nổi. Cổ nổi cái gì? Nhân duyên đó. Nè, tôi không phải nói nhân duyên của anh không tốt. Mấy bà chồng má chồng trong đó không thể mít lòng được. Vậy cũng phải, nhân duyên tốt cũng lên nhanh. Thật ra làm SC thì sao chứ, ai cũng tưởng là chúng tôi tính mắt, không có dám mời chúng tôi biện hộ. Cũng đỡ hơn, tôi sợ khách không có tiền thanh toán. Ê, nhưng bên anh có dạng khách đó không? Anh nghĩ thế nào? Khách càng có tiền càng không chịu thanh toán, bởi mới nói anh lanh hơn, vụ án gì cũng nhận, góp gió cũng thành bão, đúng không? Cũng nhờ SC các anh chịu để lọt mấy vụ án qua kẻ tai, đám lính quen chúng tôi mới có việc thôi. Nói thật nha, công việc của chúng tôi nhiều tới nỗi nhận không hết. Anh biết đó, khách đòi hỏi cao lại không chịu trả tiền, nên tôi kêu họ đi qua đối diện. Ít ra bên anh làm việc cũng có thương lượng. Nè, đừng nói là tôi không nói cho anh biết, có những đại luật sư uy tín trả lời email của công xong nữa, thiệt tình. Vậy sao? Bởi vậy mới nói tiền thuê mắc cỡ nào tôi cũng không đành dọn đi. Chính vì tôi thích anh ở kế bên dưỡng chúng tôi hơn. Không nói nhiều với anh nữa, hôm khác uống rượu rồi từ từ nói. Bye. À, luật sư Nhiêu. À, chào. Nè, cậu vô trước đi. Sao tình cờ vậy? À không, hôm nay tuyên án mà. Ờ, vậy sao? Ai giúp ông vậy? Là lính mới thôi, không kinh nghiệm gì hết. Nhưng mà thấy chuyện nhỏ nhặt, cho nên không có làm phiền ông. Có sao đâu, có gì cần kêu tôi phụ cho. Không lẽ ông định lát nữa tôi và anh cãi thua, ông sẽ nhờ luật sư Nhiêu kháng án gì mỏng hay sao? Không lý nào, hôm đó ông rất tin tưởng anh mà. Dốc hết sức rồi, chỉ mong quan tòa không vì miếng giải lâu kín 12 đô đó mà tuyên án tù cho ổng thôi. Ông Tao. À, xin chào. Nói chuyện vui vẻ với luật sư Nhiêu vậy? Không, lúc trước khi còn làm trong chính phủ, thường nhờ ổng kiện tụng giùm chúng tôi, quen thân lắm rồi. Ổng nói vụ của tôi cùng lắm là bị phạt tiền, không có gì ghê gớm lắm đâu. Mời bị cáo đứng lên. Ông thân là tiền nhân viên công vụ cao cấp, tôi không hiểu tại sao ông lại tới tìm mắt kính, ăn cắp giải lâu kính 12 đô. Và lý do phản biện của ông hoàn toàn không phải là lý do, là cách nói ngược với thượng thức. Bổn tòa nghi ngờ ông ngay từ đầu đã có ý đồ không trung thực. Cho dù động cơ của ông là gì, ăn cắp tức là ăn cắp, cho nên bổn tòa tuyên ông tội danh ăn cắp thành lập. Ông có thể tạm ngồi xuống. Luật sư công tố. Bị cáo không có tiền án, nhưng vào tháng giêng năm 2005 từng vì ăn cắp và tấn công bình thường bị tuyên bảo lãnh 2.000 đô giữ hành vi 12 tháng. Luật sư biện hộ có lời khẩn cầu muốn nói không? Thưa quý tòa. Thưa quý tòa, tôi có chuyện muốn nói với luật sư. Được, vậy tôi cho hai người chút thời gian lấy ý kiến của bị cáo. Cảm ơn quý tòa. Luật sư biện hộ, có phải đã lấy ý kiến của bị cáo rồi không? Thưa quý tòa, thân chủ của tôi mới tỏ ý với tôi, ổng không cần tôi đại diện cho ổng nữa, đổ cho để luật sư lại đại diện cho ổng. Cái gì? Đổi luật sư à? Tôi tôn trọng quyết định của thân chủ tôi. Bị cáo, có phải ông đã quyết định không cần luật sư Đặng đại diện cho ông nữa không? Phải. Ký giấy chưa? Ký rồi. Luật sư Đặng này không làm được việc, ổng không biện hộ đàng hoàng cho tôi. Kinh nghiệm cũng không, cái gì cũng không, biết trước. Bị tôi đã cáo. Nè ông nghe đây, bây giờ bổn tòa cho phép ông bắt đầu từ giây phút này đổi qua để luật sư lại Trạch Minh đại diện cho ông. Ông tạm ngồi xuống trước đi.
Thưa quý tòa, tuy bị cáo từng bị tuyên giữ hành vi và phạt tiền, nhưng mà bản thân không có tiền án, nên hy vọng quý tòa có thể xem ông ta là người trong sạch để xử lý. Bị cáo đã kết hôn, có một trai một gái, sau khi nghỉ hưu tích cực tiến hành phục vụ xã hội. Em không hiểu ông Đỗ luật sư trong lúc này là có ý nghĩa gì. Những lý do thỉnh cầu đó để em nói hay Michael nói có gì khác biệt sao? Có, cũng là nói mấy câu đó thôi. Mấu chốt nằm ở chỗ lính mới, khách hàng không tin tưởng cậu, lại không đành lòng vì một miếng lao kính 12 đô mướn một luật sư có kinh nghiệm. Thật ra lý do phản biện trong vụ án của ông rất là mong manh. Ông vô tiệm mắt kính đó không hề muốn mua đồ, sau khi ăn cắp xong bị người ta bắt được còn định bỏ chạy, không lý nào quan tòa lại tin những gì ông ta nói. Tin thì đâu cần cãi giùm cho ông, đúng vậy không? Học luật xong, đến khi thật sự ra ngoài làm mới phát hiện bản thân mình chưa học cái gì hết, cái gì cũng phải làm lại từ đầu. Ráng thêm vài ba năm đi, sẽ tiến vào đại lộ ngay. Sư phụ nói đó. Cảm ơn. Đứng yên cho họ chụp. Lần sau có gặp những tình huống như vậy, cứ đứng yên cho họ chụp. Họ chỉ muốn có tấm hình về nộp bài thôi mà. Nhưng tấm hình này có giá trị tin tức gì chứ? Chuyện đó cậu không cần phải lo lắng cho họ. Có phải giống như sư phụ của nó, được lòng thì ít, mất lòng thì nhiều không? Cậu không nên nói vậy. Khách này khó chịu lắm. Michael cũng thuyết phục ổng nghe lời. Không phải chứ, khó chịu cỡ nào. Anh cũng có hiểu đâu. Mua rồi sao? Cà phê của anh. Cảm ơn. Còn một ly nữa. Cảm ơn. Của cậu đâu? Em không cần đâu. Đã nói ba ngày đừng có nhắc ai mà. Sao đã rủ tới thăm chúng tôi vậy? Tình hình sao rồi? Mọi người gặp rồi đó. Trước khi vô đây đã nhìn thấy ở tin tức thời trang trên mạng rồi. Hôm nay Achi tới đây để học hỏi ở hai người, học lớn vậy thôi. Cũng đừng nói như vậy mà. Chỉ là án nhỏ nhặt mà thôi, hăm dọa và tấn công bình thường, cùng lắm chỉ bị phạt tiền. Chuyện nhỏ nhặt thì cứ để cho đám nhỏ làm đi. Cũng như anh đã nói, chúng tôi đâu có tư cách lựa chọn chứ. Không lẽ khách hàng trả tới 7 con số cho tôi cãi một vụ, tôi cũng không nhận hay sao? Phải không, Daniel? Tôi thường xuyên chiếu cố lắm. Chẳng phải hai người là bạn học sao? Sao có vẻ như không quen biết vậy? Chúng tôi không thân cho lắm. Chà, làm gì vậy? Luật sư Dương. Mấy người này là ai vậy? Nghệ sĩ và tài xế của tôi thôi. Phiên xử sáng nay đâu có thấy họ. Ba tôi kêu họ tới đó, tôi cũng không biết tại sao nữa. Sắp bắt đầu rồi, kêu họ mau bỏ mắt kính ra hết đi. Ok. Nhân chứng. Ông còn nhớ lần trước ông tuyên thệ vẫn còn hiệu lực đó. Đại luật sư Nhiêu. Nhân chứng. Lúc nãy trước khi tạm nghỉ, ông đã nói thân chủ của tôi, tức là bị cáo, đã hăm dọa ông sau khi ông dừng xe, đúng không? Phải. Ông ta hăm dọa ông thế nào? Thì cậu ta nói bản thân là con của Châu Đỉnh. Vậy làm sao nói là hăm dọa ông? Ai cũng biết Châu Đỉnh là ai mà. Vậy Châu Đỉnh là ai? Đó chính là người nắm quyền cao nhất trong gia tộc Long, đầu lớn nhất Hồng Kông. Ông nói sao? Không phải tôi nói, là bị cáo nói với tôi như vậy đó. Nhân chứng hay là ông nói một hơi? Đâu đó rõ ràng cho cả tòa biết. Bị cáo nói với ông như thế nào? Lúc đó tôi dừng chiếc xe taxi lại, cậu ta không chịu xuống xe. Tôi liền nói với cậu ta, đằng trước là khu cấm đó cậu ơi. Cậu ta liền nói, ông biết tôi là ai không? Tôi chính là con của Châu Đỉnh. Ba tôi là người nắm quyền cao nhất trong gia tộc Long, đầu lớn nhất cả Hồng Kông đó. Ông là tài xế chuyên nghiệp mà, sao ông không nói với bị cáo? Tôi không cần biết cậu là con của ai, tóm lại khu cấm thì không thể dừng xe được. Tôi đâu có dám nói nữa, cậu ta có thế lực đó, tôi không muốn chọc tức cậu ta. Nhưng mà tại sao lần đầu tiên ông tới sở cảnh sát cho lời khai, ông đề cập cậu ta từng hăm dọa ông? Tôi quên nói thôi. Nhưng mà cách đây không lâu ông đã nói là cảm nhận được lúc đó tính mạng của ông bị đe dọa. Đúng rồi. Cậu ta hăm dọa ông như vậy làm cho mạng của ông bị đe dọa. Lúc tới sở cảnh sát cho lời khai ông cũng quên nói sao? Học hỏi đi. 7 con số cãi một vụ, 20 năm sau tới lượt cậu. Nhân chứng, tôi nêu cho ông biết, lúc đó bị cáo không hề tỏ ý với ông cậu ta là con của Châu Đỉnh, cũng không hăm dọa ông. Ba của cậu ta là người nắm quyền cao nhất trong gia tộc lớn nhất ở Hồng Kông. Ông có đồng ý không? Quý ông ngồi ở hàng trước chính nghĩa,
vui lòng bỏ mắt kính đen của ông ra. Luật sư biện hộ, ông có thể tiếp tục. Nhân chứng, hôm qua lúc công tố viên đặt câu hỏi, ông đã từng nói: tôi không có, tôi không có gì để nói. Tôi không có gì để nói. Anh Triệu. À, xin chào, gọi tôi là Charles. À, tôi là anh Simon. Người này là Stephanie Phan. À, xin chào, gọi tôi là Charles. Mời ngồi. À, thật ra bình thường tôi cũng thích chụp hình lắm đó. Những hình này là do luật sư Hà trong chamber chúng tôi chụp. Tôi biết, luật sư Hà nổi tiếng rất thích chụp hình, đặc biệt là hình trắng đen mà đúng không? Văn hóa trong chamber chúng tôi rất chú trọng cân bằng giới hạn đó. Bản thân tôi cũng cảm thấy công việc không đại diện hết toàn bộ sinh mạng của chúng ta, cần phải tìm sự cân bằng trong cuộc sống thì mới được. Vậy bình thường ngoài việc anh thích chụp hình ra còn có sở thích gì khác nữa hay không? À, đương nhiên là chơi bài rồi. Sập sắm chướng nè, chơi xì dách nè. Lúc còn đi học á, ngoại trừ những môn con trai đều thích chơi, đá banh bóng rổ, tôi còn có chơi bóng chày nữa. Nhưng mà kỹ thuật chơi bóng chày của tôi không phải xuất sắc lắm. Ngoài ra thì tôi còn một bạn cùng phòng đang sống ở Tây Cống nữa. Tôi cũng thường xuyên theo cậu ta ra biển để chơi thuyền buồm lướt sóng rồi lướt ván nữa. Nhưng mà nếu chỉ có một mình tôi thì tôi sẽ thích chơi môn BS Ball. Là cái gì vậy? À, anh thử tưởng tượng khoảng cách giữa tôi và anh dài bằng một cái bàn đi. Trước mặt của anh có một cái ly giấy. Tôi sẽ dùng trái bóng bàn ném vào ly giấy của anh. À, vui lắm đó. Năm nào cũng có giải quốc tế hết, tổ chức ở Las Vegas đó. Anh còn thắc mắc gì muốn hỏi chúng tôi hay không? Thực ra thì tôi cũng rất muốn hỏi thăm phòng của tôi rộng tới cỡ nào, ngoài ra có đồ dùng cơ bản hay là không vậy? Lát nữa kết thúc thi viết, tôi sẽ đưa mọi người đi tham quan. Thi viết? Mọi người? Phải đó, còn phải thông qua thi viết mới được các vị luật sư uy tín của công ty chúng tôi chọn một trong năm người ở đây làm người cộng tác thích hợp nhất với họ. Có năm người muốn mướn văn phòng này hay sao vậy? Vì vấn đề công bằng, sau khi kết thúc vấn đáp chúng tôi sẽ thi viết. Không biết phần thi viết này có phải hỏi cách nhìn của tôi đối với luật pháp Hồng Kông hay không? Là hoàn toàn chính thức thi kiến thức luật. Thi luật? Hình như tôi chỉ tới mướn văn phòng thôi mà. Alo. Cho hỏi có phải là luật sư Bố Trọng Khiêm không? Là tôi. Alo. Alo. Tôi là đại luật sư Bố Trọng Khiêm. Chúng tôi gọi tới từ công ty luật sư Dương Nguyên Lâm, có một vụ muốn hỏi anh có nhận không? Nhận chứ. Là vụ gì vậy? Là vụ thỉnh cầu, không có gì phức tạp. 9:30 sáng mai tòa án khu Đông, khách hàng không có tiền nhiều, 1.500. Chịu thì lát nữa gửi hồ sơ cho anh. Cũng được. Cảm ơn cô. Cô có email của tôi. Alo. Chờ anh, mấy người vậy? Có bằng người không? Anh à. Đủ rồi, cô không cần lau. À, xin lỗi nha, chỉ là nước lạnh thôi, hay là để tôi lau giúp anh? Không cần, không cần. Sáng nay hay vô cùng, sư phụ của cậu ta nói với sư phụ tôi, nếu là vụ nhỏ nhặt thì để lại cho đám lính làm. Ai ngờ sư phụ của tôi trả lại sư phụ cậu ta một câu. Anh Bồi à, cho thêm một bánh bơ sữa đi. Tôi làm gì có tư cách bắt chước người ta lựa việc làm. Nếu khách hàng trả 7 con số cho tôi cải một vụ, tôi không làm sao được. 7 con số, tức là cả triệu một vụ sao? Cũng đậm thiệt chứ. Tôi nghĩ lần đầu tiên sư phụ nhận số tiền đó thôi. Cả triệu bạc, tức là tôi cải cả ngàn vụ mới được đó. Nếu có người nào nhờ cậu biện hộ, tôi nghĩ cậu sẽ gật đầu ngay đúng chắc không? Chắc chắn có. Nhưng thật ra cũng không đến nỗi quá đáng. Tôi nghe sư phụ của tôi, nè, lại thì không nên nêu ra. Cải một vụ,
8 triệu thôi. 8 triệu lận. Có quá đáng vậy không? Nổi tiếng lắm sao? Chúng tôi có biết không vậy? Casey Dương. Chô mã. Có phải Donald không? CCO. Nè nêu tên đi, nghề này làm gì có bí mật chứ. Nè có khi nào là người cải chia của cải tới lên tòa trung thẩm không? Người đó tên là gì? Người đó người đó cái gì ạ? Simon Tôn. Không phải đó. Tôi đã hứa với sư phụ của tôi là không nói. Giỡn mà phải không? Sao ổng nghèo quá trời nói vậy? Thì thôi. Nè, thật ra lần sau hẹn ra ngoài chúng ta hẹn chỗ tốt hơn một chút đi. Chúng ta đã không còn ở giai đoạn sinh viên nữa rồi mà. Tại sao suốt ngày cứ chui vô tiệm trà chứ? Xung quanh này thiếu gì khu để lựa chọn? Nghe nói lúc nãy người đầu tiên kêu bánh bơ sữa là cậu thì phải. Nhưng mà từ đây bước ra ngoài là quán bar thôi, không thể ăn những món bánh cuốn, bánh bơ sữa hoài cổ của chúng ta được. Vậy thì không cần hỏi nữa, chắc chắn cậu chọn chỗ này rồi, không có chí lớn gì hết. Sao vậy? Suốt ngày chui rút trong thư viện công cộng đó hay sao? Tôi không ngại bị người ta cười tôi không có án cãi. Tôi định sắp tới đi nghe sử, ông hỏi người ta biện hộ thế nào, kính lịch vô cùng đó. Nói tới nghe sử, hôm nay vụ sử của sư phụ cậu đúng là ly kỳ vô cùng đó. Ly kỳ cỡ nào? Nhân chứng giống như bị ma nhập vậy, đột nhiên quỷ hết toàn bộ lời khai của mình, miệng mồm á, hình chữ O, không biết làm sao mới có thể cứu vãn được đó. Anh bạn vô nghe sử giữa trường, tự nhiên giúp bị cáo thoát tội luôn. Châu Đỉnh đó, chà vui vô cùng, không cần cãi cho lắm, cũng có thể giúp đứa con thoát được vụ kiện. Mừng tới nỗi chắc chắn là quan công phái người tới giúp con tôi. Vậy đó. Thì ra cậu định nói vụ Châu Đỉnh sao, bản thân tôi cũng định đi đó. Thật ra người đó đã làm gì vậy chứ? Nè, bản thân người đó bị mắt mờ kim lãng tai. Sau khi quan tòa biết ổng bị như vậy, không yêu cầu ổng ta bỏ mắt kiến xuống nữa. Nhân chứng liền tưởng đâu Châu Đỉnh sai người tới hâm dọa ổng, cho nên quỷ hết toàn bộ lời khai của ổng. Hèn gì một vụ cãi bảy con số, bao của ổng thừa sức chi trả. Cả đời chỉ có hai anh em thôi. Hay lần sau cậu kêu sư phụ của cậu mướn tôi làm trợ lý đi ha. Được. Dù sao nhà cậu cũng giàu có, cậu xá gì chứ đúng không? Nè, tôi thì rẻ lắm, nhưng mà mắc hơn cậu ta một chút xíu thôi. Tôi với cậu đều không có gì làm, đang đợi việc mà. Cậu vô đâu mà mắc hơn tôi một chút? Tôi đẹp trai hơn cậu. Dạo này tôi đang tìm mấy công ty ở Kim Trung và Vịnh Nhỏ có phòng nào cho thuê hay không, có để ý tới không vậy? Cậu cũng sang lắm đó. Hình như tôi lấy bằng sớm hơn cậu một chút, nhưng mà gần đây tôi mới dám mướn nửa căn phòng ở chỗ sư phụ của tôi. Cậu không hiểu đâu, tài nhỏ không ra thì tài lớn không tới. Lần trước tôi tới chỗ của Mason Hồ, trời ơi, vừa trả lời phỏng vấn vừa phải thi viết nữa. Tôi tức tới nỗi thiệt tình nổi đom đóm luôn. Chỗ chúng tôi thì không cần làm gì hết, có tiền đóng là được rồi. Nè, chỗ cậu có phòng cho thuê sao? Phải, nhưng mà tôi thấy mọi người đều nói tạm chịu cực, không bướng văn phòng nên không nói. Nhưng mà vậy, mỗi tháng cũng phải 25.000 mới được đó. Trời đất ơi. Được thì cậu cùng cậu độ mỗi người. Được rồi. Hai người cùng mướn chung một phòng thì có lợi hơn rất nhiều đó. Bây giờ tôi làm tư vấn, mỗi tháng chỉ có 5.000 thôi. Ngoài việc tiết kiệm được nhiều khoản, cậu không cần chịu đựng nó nữa. Thực ra tôi cũng muốn hỏi cậu, hà tiện quá làm cái gì? Cậu nhìn cậu đi, cậu ăn mặc cũng phải giống luật sư một chút chứ. Cậu giống cái gì? Giống bồi bàn thôi. Đi nè, không lấy giận sao? Alo, xin chào. Tôi là đại luật sư Bố Trọng Khiêm. Bố là giải bố. Phải. Bởi vì dù nay cô có gọi điện thoại cho tôi, nói cái vụ thỉnh cầu muốn tôi hỗ trợ đó. Không phải, tôi vẫn chưa có nhận được hồ sơ liên quan, cho nên... nhờ luật sư khác giúp đỡ rồi sao? Sư phụ, con định kêu cậu đi ăn trưa. Sáng nay mới ra tòa xong, nên định tranh thủ gửi email cho khách hàng một chút thôi. Anh Đông đâu? Hình như cậu tới thư viện High Score tìm thầy rồi. Sư phụ ơi, vụ trộm cắp của họ Tàu đó, khách hàng đã nhờ Michael giúp đỡ rồi, không chịu thanh toán theo mức giá thỏa thuận lúc ban đầu. Em có thể làm gì đi? Vậy phải coi luật sư tư vấn đó có biết điều không. Chiếu lý người đó là người trung gian, cần phải đỡ lời cho em. Hình như khách đó là khách quen của Michael. Em nghĩ Michael không muốn mít lòng ổng. Nghe em nói Michael từng giới thiệu việc cho em. Cũng phải. Vậy tự em đánh giá đi. Nếu như em không muốn mất lòng Michael thì chịu thiệt một chút. Sao bây giờ làm đại luật sư làm đến nỗi giống như dân đòi nợ vậy? Vậy đi, tôi mới nhận một vụ, cần ý kiến của pháp luật. Có thời gian không? Dạ có. Khoan trả lời nhanh vậy, cũng phải có 8, 9, 10 trang ý kiến pháp luật phải viết. Khi nào khách cần gì? Không có nhiều thời gian cho lắm. Tôi làm thì không tới một ngày. Ngày mốt khách sẽ lấy. Tức là còn 2.5 ngày nữa. Được, em làm cho. Ăn trưa xong tới phòng tôi lấy hồ sơ. Cảm ơn sư phụ. Ừ. Luật sư Phạm. Lại có công việc giới thiệu cho Achi hả? Sao rảnh rỗi quá vậy?
Vụ của ông Tàu, tôi thấy ông kéo dài bấy lâu nay, nên tôi làm luôn nghề chuyển phát, mang tấm xét qua cho cậu. Chi phiếu này không nhận được. Sao vậy? Số không đúng. Số không đúng? Không phải ban đầu nói mức giá này hay sao? Hình như là cậu... Cái gì chứ? Viết dư số không cho tôi đó. Tôi kêu ông ghi đúng con số cho cậu mà. Thật sao? Lần sau cậu không cần phải tốt với tôi quá. Học cách lấy lui làm tiếng hồi nào vậy luật sư Đặng? Làm ăn khó khăn mà. Không có giống như cậu vậy, hàng ngày ngồi yên được lãnh lương. Loại như tôi gọi là cái gì? Tích cốc phòng cơ thôi. Được rồi, được rồi, được rồi. Trời, là ăn cơm xa xíu hả? Đi đi. Đi đâu chứ? Dưới nhà mở nhà hàng Nhật kìa. Vậy còn hộp cơm này thì sao? Xin chào quý khách. Qua, làm ơn, tôi vào salon. Chúng tôi không có đặt salon. Ý, của tôi đặt. Làm ơn bên này. Từ từ nha. Bên này, bên này, bên này. Cẩn thận chút, cẩn thận. Phải rồi, đừng để đụng vô cổ nha. Đúng rồi, cẩn thận, cẩn thận. Rồi nè, làm ơn đặt ở đây. Nè, dựa vô hướng bên này nha mấy anh. Nè, rồi được rồi. Rồi, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Ông chủ làm ơn ký nhận giùm. À, được, được, được. Cảm ơn sư phụ. Đúng là... Cảm ơn nhiều. Nói với chủ của anh một tiếng giùm tôi. Đại luật sư Triệu Kim Thủy. Cảm ơn ông nhiều nha. Xin chào. Luật sư Nhiêu. Cần gì khách sáo vậy? Gọi tôi là James được rồi. James. Cũng gọn gàng lắm. Tôi phải cảm ơn ông đã cho tôi mướn văn phòng đẹp như vậy. Không cần khách sáo, tôi cũng phải trả tiền mà. Ê chà, cũng nặng vốn lắm. Năm ngoái tôi đi Anh Quốc ghé Luân Đôn, thấy một cái giống như vậy. Tính luôn phí vận chuyển cũng gần 2.000 bảng. Cái của tôi chỉ là hàng nhái thôi, không mắc tới vậy đâu. Nhưng mà sau đó tôi không có mua, hình như không xứng với phòng của tôi cho lắm. Tôi chỉ mua để trưng thôi à. Ê chà, tôi có thể góp chút ý kiến cho cậu không? Dạ. Khăn túi và cà vạt tốt nhất đừng phối cùng một tông màu. Thật ra thì tôi chỉ phối cho vui thôi. Một chút ý kiến cá nhân thôi. Cảm ơn. Charlie, của cậu nè. Cảm ơn ông rất nhiều. Sư phụ cũng thích cậu lắm. Từ đồ dùng tới phối đồ, sở thích của hai người cũng giống nhau. Tôi cũng biết nghiêm trọng lắm rồi. Thì ra trước đó ông đi Anh Quốc đã nhắm sẵn cái ghế này rồi. Nhưng mà cuối cùng che mắt không mua, mặc áo vest phải phối khăn túi. Thì ra ông cũng y chang. Nhưng như vậy không phải là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là cậu phối đẹp hơn sư phụ. Nhưng mà tôi không hiểu cho lắm. Tại sao ông nói với tôi là cà vạt và khăn túi đừng nên giống như nhau? Có vấn đề gì đâu chứ. Nhưng mà vậy nè, bộ đồ đi làm đẹp hơn ông chủ là một đại kỵ đó. Bộ thật hả? Đành rằng nói một cách nghiêm túc, sư phụ là sếp của phòng này, không phải chủ của cậu. Cậu cảm thấy tôi có cần trả lại cái ghế này hay không? Có sao đâu, cũng là cái ghế thôi. Cũng là cái ghế hả? Cái chục ngàn lận đó. Trời. Nè, cậu ngồi thì ngồi, đừng có làm trầy đó biết chưa. Ok. Cái này cả chục ngàn. Tiền thuê thì 20 mấy ngàn. Rồi cậu chưa mở hàng đã đi đứt 30 mấy ngàn rồi. Sai, là gần 60 ngàn. Hả? Tôi hỏi sư phụ cậu, nếu đóng một hơi 3 tháng có thể bớt một chút hay không? Tôi nghĩ ông nể mặt tôi là bạn học của cậu. Vừa muốn quay, vừa muốn làm con rùa. Cậu có biết không, làm việc trong xã hội này á, bề ngoài rất quan trọng. Nhất là nghề của chúng ta nữa.
Khách tới đây sẽ hợp với tôi mà. Đồ dùng của tôi đẹp hơn, quần áo đẹp hơn, mức tín nhiệm của họ đối với tôi cũng sẽ cao hơn, có đúng không? Đúng nè, là... đã bỏ tiền vô túi cậu rồi, mời ăn cơm cũng đáng mà. Mười hai giờ tôi về nhà đã là sớm lắm rồi. Hai người có biết không? Lâu lắm rồi tôi không vui với con tôi. Bây giờ nó không đếm xỉa tôi nữa. Tôi đã lâu rồi không gần chồng tôi. Không ngờ nói luôn cho hai người biết. Nửa năm nay tôi không có kinh nguyệt. Hai người có biết, hai người có hiểu không? Số tiền tôi kiếm được không bù nổi những thứ tôi đã mất. Hai người có biết không? Bây giờ tôi hối hận lắm. Nè, tôi và luật sư Lại cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cô lắm đó. Cô là luật sư nữ duy nhất ở trong công ty, sở trường là chuyên cãi ly hôn, làm được gì cho công ty chúng ta lắm. Chúng tôi thật sự rất hy vọng cô nghiêm túc suy nghĩ lại. Tuy là công ty chúng ta không lớn, nhưng mà làm việc ở đây, mỗi một luật sư cũng tự do lắm. Môi trường làm việc cũng rất thoáng, cơ hội tiến thân cũng nhanh. Cô nhìn luật sư Lại thì biết rồi. 5 năm trước thôi, cậu ta đã lên làm luật sư công tác rồi. Nè, công ty ít người, cơ cấu đơn giản, trao đổi dồi dào, tôn trọng ý kiến của nhân viên. Những chuyện này ở công ty luật lớn không có làm được đâu. Còn nữa nha, cô làm ở đây cảm giác mãn nguyện cũng cao hơn. Khách vô cô tìm về mà, không giống như những công ty lớn bên ngoài. Khách chỉ biết chủ không biết cô. Chúng tôi đã bàn bạc với luật sư Lại rồi. Nếu cô thật sự cảm thấy mệt mỏi quá, cô thử suy nghĩ chuyển qua làm tư vấn của công ty đi. Nè, vấn đề điều kiện chúng ta có thể bàn lại. Cho nên bức thư từ chức của cô lấy lại đi. Nghỉ vài hôm đi chơi đâu đó, còn không thì bàn lại với người nhà trước đi. Luật sư Mao, luật sư Lại, hồ sơ chuẩn bị xong rồi, có thể đợi phỏng vấn. Xin chào. Chào. Tôi là Hạ Tâm Ninh, tôi tới đây phỏng vấn. Song